Nối tiếp chương trình, chúng tôi lại hân hạnh được giới thiệu với quý vị một vị nữ quý khách nữa cũng rất thân quen với phòng trà Bolero và nàng. Xin thân ái mời cô Cathy Huệ bước ra sân khấu. Xin cảm ơn tràng pháo tay của quý vị đã dành lại cho cô. Xin mời cô. Ủa, cô hát với mặt theo hành trang vậy. Cảm ơn mời cô. Các tiểu vệ thân ái xin kính chào quý vị. Chiều nay các tiểu vệ đi nhà thờ cô đạo, nhà thờ liệt sĩ. Và để tiếp tục chương trình, các tiểu xin trình bày với nhạc phẩm Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thank you.
những thứ